Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hủy chuyến công tác sang Trung Á sau khi nhà khoa học cảnh báo là nước này nên chuẩn bị cho nguy cơ siêu động đất. Trước đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về một trận siêu động đất sau khi 7 người ở miền Nam bị thương vì cơn địa chấn 7,1 độ Richter xảy ra tại đảo Kyushu ngày hôm 8 tháng 8. Theo lịch trình, ông Kishida lẽ ra đến Kazakhstan, Uzbekistan và Mông Cổ vào ngày 9 tháng 8 và có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực. Trên cương vị thủ tướng với trách nhiệm cao nhất về quản lý công tác ứng phó khủng hoảng, tôi quyết định không rời Nhật Bản trong ít nhất một tuần. Ông Kishida bổ sung dư luận phải vô cùng lo lắng sau khi JMA đưa ra cảnh báo đầu tiên dựa trên hệ thống mới được xây dựng sau trận động đất 9 độ Richter, kích hoạt sóng thần và thảm họa hạt nhân năm 2011. Theo giới chuyên gia, trận động đất được dự báo có thể gây ảnh hưởng trên diện rộng đối với bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản và ước tính đe dọa 300.000 mạng sống trong trường hợp nghiêm trọng nhất. Trận động đất lớn nếu ập đến có thể xuất phát từ dãy Nankai ở ngoài khơi phía đông Nhật Bản. Trong quá khứ, rãnh Nankai từng chịu trách nhiệm cho những cơn địa chấn lớn, thường đi theo cặp và cường độ lên đến 8 hoặc thậm chí 9 độ Richter. Trong số này có thể kể đến một trận động đất vào năm 1707, khi núi Phú Sĩ phun trào lần gần đây nhất năm 1854 và kể đến là hai trận động đất kép năm 1944 và năm 1946.